Linh Cù Lao xin chào cả nhà. Thì hiện tại là anh em Linh và bạn mình là Thích Gom đang trên đường đi về mà ngang qua cái khu xóm nhà bỏ hoang nè, xóm nhà ma. Thì Linh bật máy lên quay xíu mà cái đoạn đường cho cả nhà xem nha. Đoạn đường này rất là ẩm u luôn. Trời ơi. Ôi ơi ơi. Ôi. Trời ơi trời, cả nhà sao trong cái nhà quan này ai đốt nhang vậy? Hình như có ai đốt nhang trống á. Cái gì? Có ai đốt nhang, ai đốt gì vậy? Ừ, tôi thấy rồi. Cái này nhà quan hả? Ừ. Cái này là cái nhà quan mà lúc trước nên có vô khám phá rồi nè cả nhà. Mà bây giờ sao? Ai vô đây đốt nhang? Rồi đốt đèn gì trống sáng trưng à? Đây là cái ngôi nhà quan nè. Này người ta vô cái cầu cơ cái gì nè. Ừ, chắc có người vô cầu cơ rồi. Cái ngôi nhà quan này lúc trước là Linh có vô khám phá một lần rồi. Thì ngày hôm nay là hai anh em đang trên đường chạy về. Thì chạy ngang cái xóm nhà ma bỏ hoang này, phát hiện cái ngôi nhà hoang này sao nó còn có thắp sáng đèn nè. Có ai vô đây đốt nhang rồi đốt đèn cày trong đây hay gì á. Cho nên là sáng trưng nè. Ê, bây giờ vô trong đó khám phá thôi. Coi có ai trong đó không? Ôi nhìn thấy ghê quá vậy. Có người trong đó vậy á. Ừ. Nhà này bị ngập nước. Này, cái nhà này người ta bỏ lâu lắm rồi. Đúng rồi. À, vô đây làm cái gì trời? Đốt cái gì trong kia á? Tôi nghĩ là người ta vô cầu cơ rồi. Mới có đèn cày với lại nhang nằm ở giữa cửa. Mà tôi thấy là có cái gì trong đó ghê lắm kìa. Bây giờ vô trong đó coi. Và xem coi có ai trong đó hay không. Có ai không? Ừ, có cái tấm xanh xanh vậy. Tôi thấy lạ lắm luôn. Có cái gì ừ. Giống như có ai ngồi trong đó hay sao á. Mấy miệng vô đây. Cũng có thể á. Nó ghê trời. Bó nhang bự luôn kìa. Mà cái chỗ này nó bị ngập nước xung quanh vậy nè. Không biết là ai mà vô đây nữa. Chỗ này ngập nước vòng vòng cái nhà hết trơn luôn à. Cảnh nhà thấy ớn không? Ừ. Kêu thử coi. Có ai không? Không kêu ai, tôi kêu nhỏ quá. Có ai không đó không? Hello. Không ai trả lời đâu. Em ru à? Mà ông nhìn kỹ coi, có cái gì trên xanh trong kia giống người ta đang ngồi kìa. Tôi thấy rồi, mà bây giờ không đang phân vân nè. Nửa mà muốn vô mà nửa cũng ớn ớn nè. Sợ mấy ông, sợ mấy tay mà nghiện nè. Đang ớn ớn nè. Đi, giờ mình hai thằng mà sợ gì? Đi. Rồi nước lỉnh bỉnh vậy nè. Không biết ai vô đây nữa. Tôi nghĩ là người ta vô cái ngôi nhà bỏ hoang thì chỉ có cầu cơ thôi. Quá trời, bóng nha. U đèn cày kìa. Ừ, ôi ơi, ai đốt đèn cày. 3-4 cây luôn mười. Một bó nhang luôn. Rồi. Cầu cơ chắc rồi. Nhang này là dấu đốt mới có rồi phân nửa hả? Vậy là hồi chắc, nãy giờ. Chắc là mới gần đây thôi. Trước khi mình đi ngang, người ta vô đây ta cầu cơ rồi. Ơi. Cái gì xanh xanh vậy kìa? Có gì xanh xanh trong kia nữa. Này lâu rồi đó, chắc cũng cỡ 40 phút rồi. Cũng tầm đó đó. Tại vì nhang nó cháy hết phân nửa rồi. Ôi ông ơi, đám cháy từ lưa luôn. Ý nền kìa, ông nhìn kỹ coi. Cái hiện trường này là cầu cơ chắc luôn rồi. Ôi, có đô la phủ nữa kìa. Trời ơi trời à. Có tiền vàng mã đây nữa. Ở bên đây mấy cây đang cậy nữa hả? Ừ. 4-5 cây luôn rồi. Ôi, nó tàn rồi kìa. Vì là lâu rồi chứ. Chỗ này lâu rồi, lâu rồi. Nãy giờ tại mình chạy ngang đây lâu lắm rồi. Mấy tiếng hồ rồi, nãy mà lúc mình đi là đâu có đâu. Sao bây giờ? Mà nãy không để ý nữa ha. Không để ý. Ông thấy cái gì trong kia không? Bây giờ đi vô đó coi cái gì. Trời. Đó, xanh xanh vậy. Cái này là cái cần xé không ơi? Cái cần xé. Trời ơi trời.
quá trời đồ lót luôn nè ông ơi. Ai ai lo đồ lót của người ta ra đây quá trời nè. Ôi ơi trời. Ông vô đây, ông vô đây em coi coi. Cái cần xé này nó có gì trong đó kìa ông ơi. Không biết ai lôi ra đây nè. Mà tôi thấy là trong cần xé có gì trong đó. Ừ, tôi thấy như trong cần xé nó có cái gì nữa. Bây giờ... Có ai trong không ta? Ê! Hả? Bây giờ tôi đặt cam không? Tôi đặt cam không mấy, ông cầm cam cho tôi đi rồi tôi sẽ dỡ cần xé này ra nha. Mình để cam ở đâu đi? Bây giờ mình hai mình lật ra coi coi. Ừ, ok ok. Bảo như có ai trong đó sao? Thì kiếm cái chỗ nào đặt cam này. Thôi. Thôi chứ. Bây giờ ông dỡ hay tôi dỡ? Hai thằng dỡ coi. Bảo như có gì trong này rồi sao? Ông đứng chết bà đó chứ. Ừ. Dỡ luôn ha. Tôi dỡ tấm vải này rồi ông dỡ cái đó nha. Xé. Người có ai trong này hay gì đó. Tôi thấy có cái gì đen thui trong đây nè. Một cục luôn. Trời ơi. Đen rồi đỏ nữa. Ghê vậy. 30. Vì đâu biết sao. Sao? Có vụ án gì đó. Người ta sát hại rồi người ta bỏ vô đây nè. Trời ơi, ông làm tôi ghê nổi. Đúng luôn á. Tại vì các bạn thấy không, ở đây là ngang khối nè, với lại đèn cày tùm lum bánh trái nữa, còn thêm một cái bí ẩn á là cái cần xé. Ủa có đồ cái kiểu ơi, có quần áo gì vậy? Quần áo gì? Tôi thấy khung cảnh này tôi bắt đầu gợn người quá, tổ ngồi ngọt luôn. Nghe ông nói cái vụ mà gì mà sát hại gì đó thấy ớn quá, dở ra mà gặp ai đã ai mà đang nằm chết đây chắc chắc xong luôn quá chạy luôn. Ê, tôi nói nghe nè, một khi mình đụng vô cái bàn tay mình người đó là sao? Không ấy mình làm cái bằng chứng là mình quay video lại và mình dở ra nè, lỡ như mà có án mạng gì trong đây thì cái video này sẽ làm chứng cho anh em. Okay. Mình thì nếu mà cả nhà xem được tới cái đoạn video này thì mong là cả nhà hãy làm chứng cho anh em mình là vô tình hai anh em đi vô cái ngôi nhà này và phát hiện những cái bãi chiến trường như thế này rồi mới vô đây khám phá thôi chứ thật sự là không có biết gì hết. Thì bây giờ hai anh em sẽ dỡ cái này ra, nếu mà trong đây có gì đó thì hai anh em nãy giờ thì cũng giải trình cho cả nhà xem và mong là cả nhà làm chứng cho anh em mình nha. Giờ dỡ ra. Trời ơi, trời gì vậy? Trời ơi. Trời trời. Trời ơi. Hai con luôn chứ không phải một con ơi. Ủa rồi ai mặc đồ cho nó vậy? Hay là nó có sẵn gì? Ai biết. Ông hỏi tôi biết hỏi ai đây. Ê coi có ai quay lại không nha. Sợ này là người ta làm á. Nghe có tiếng gì ngoài kia. Trời, ai ngồi trong đây chắc chết luôn á. Thôi đi ra coi có ai quay lại không. Nghe hả? Ừ. Gì ghê vậy? Giờ quay cận cảnh cái này cái rồi. Trời ơi trời nè cả nhà. Ai mà lấy cái cần xé chùm cái ông nội có bông này lại mà hai con luôn. Làm cái khung cảnh này khá là ớn. Vậy là làm hai anh em hốn hồn. Ủa là con gấu này nó không có con mắt. Ờ sao con gấu này không có mắt ta? Con mắt của nó đâu? Ôi trời. Con gấu nhỏ rồi có mắt nè. Mà đặc biệt là mặc một cái váy đỏ nữa chứ. Để ơi trời. Như tôi nghĩ là người ta cầu cơ không ơi. Ta lấy cái này người ta làm nộm nè. Cũng có thể là nhập vô con gấu á. Cũng có thể. Rồi cả đống đồ lót ở đây nữa nè. Trời ơi trời. Đồ lót này là của phụ nữ nha.
có cả quần nhỏ, áo nhỏ, đủ màu luôn, màu xanh, màu vàng, màu trắng gì từ lưa hết. Trời ơi, cái khung cảnh nè, cái hiện trường nè cả nhà. Là anh em dỡ cái cần xé này ra hú hồn hết trơn. Coi cái bãi chiến trường nè, ở ngoài này nhìn còn gợn người hơn nữa. Trời ơi, đốt nhang rồi, kèn cày rồi, bánh nè. Bánh này bánh cúng của hồn nè. Cúng của hồn á? Ừ. Nhang cái tàn gì đó. Rồi thêm tiền vàng mã nữa chứ. Trời ơi trời. Ê mà sao tiền vàng mã này người ta chưa đốt nè ông ơi? Chưa đốt. Đúng rồi. Tức sao? Là có cái gì đó diễn hành cái gì đó. Rồi không có kịp đốt, bỏ chạy luôn cái gì á. Thì một cái gói ôm nằm dài thường đốt ở đây ngoài kia luôn. Đốt chưa hết. Còn nguyên một cái bó nhang dựng đây nè. Ừ trời, cái khung cảnh táo quả thì chứ. Cái này mà ai mà đi ngang đây mà thấy một cái gì đó vô đây cái chết luôn, xỉu luôn á. Một cái cảnh tượng rất là hãi hùng luôn các bạn. Ở trong cái ngôi nhà hoang quá trời ớn luôn. Ai làm nên cái chuyện này? Ê, đi lên nhà trên nè, coi có gì không. Hồi nãy giờ mình chưa đi xung quanh nữa. Ừ. Vô thấy cái cảnh nó không là thấy ớn rồi. Ôi, nhà này còn nguyên một cái tấm tranh liễn nè. Cái gì bên đây vậy trời? Cái gì bên đây cạch cạch bên đây vậy? Cái cây cái gì ta? Trời, tôi nãy giờ là mồ hôi tôi đổ ướt áo luôn rồi đó. Ủa? Mấy cái lưu đây đâu? Ừ, chỗ này có mấy cái lưu mà. Ê ơi trời, cái gì vậy ta? Nhà này nó có biến cố biến động gì rồi? Nó tự di chuyển, tự biến mất luôn. Đi lên nhà trên thôi, đi vô nhà trên thử coi. Bây giờ mình lên nhà trên đi, tại vì nhà trên mình chưa lên khám phá nè. Coi có gì thay đổi không? Không biết có ai ở trong này không á chứ. Tôi chỉ sợ là có người ta còn ở đây thôi, tại vì cái nhà này rất là rộng. Dạ. Tấm chăn. Đi vô. Ê, cái bóp. Ừ. Ờ, cái bóp màu, bóp màu trắng. Tôi phụ nữ à? Có còn tài sản gì không? Ừ. Gỡ ra ra. Chắc ta lục rồi. Chắc ta lục lấy rồi. Thôi, bây giờ mình đi vô mấy cái phòng này coi. Còn có ai núp ở đây có thể là người ta trốn mình hay sao? Tại vì mới đốt đây thôi. Cái đống này, cái đống này. Chưa tàn. Đúng rồi. Mình đi vòng qua đây vòng không? Vòng qua quận coi có ai không? Ê, ông đi cái cửa bên đó đi. Cửa đi cửa bên này. Cửa đi được không? Được, cửa đi vòng qua được mà. Ờ, đi cẩn thận nha, đi nhanh 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 qua, tôi đi vòng qua đây. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Đạp cái gì á, cái miếng đèn, còn miếng bóng đèn. Trời ơi. Không sao. Đi cẩn thận á. Trời ơi, có ai không? Có ai không? Sợ người ta còn nước ở trong đây nè. Tại vì mấy thằng đúng rồi, bác sĩ xã hội nó vô á. Đúng rồi, bị xỉu ở đây. Mình đi coi coi. Cái tủ này bị đập luôn ông ơi. Tủ này người ta lục ra. Có đập bể luôn rồi nè. Banh chành hết trơn. Đi đi lại sao, đi lại sao. Ở sau này có một cái phòng nữa. Mình nhớ có một phòng. Trời ơi. Rộng nha. Đi. Đi có tiếng gì. Cái gì vậy trời? Tiếng gì vậy? Ai biết. Tôi mới nghe luôn á. Trời ơi, trời thật sự. Vô cái nhà này tùng gần quá trời này. Ở sau này nó bị vỡ nóc rồi. Và hiện tôi nổi ra chân rồi. Hiện tại là bây giờ là nửa đêm luôn cả nhà ơi. Mặt trăng bây giờ nó lên trên đỉnh đầu luôn rồi nè. Nó đang xuống đó. Mặt trăng lên đỉnh đầu. Có cái tiếng động gì bên đây nè, ông nhớ không? Tiếng động nào? Dạ, nó cửa này nè. Tiếng động gì bên cây xài nè? Ừ. Cây xài ngã nè. Ừ. Chỗ này bị ngập nước mà. Nó chắc có người cũng không dám ra ngoài đó đâu. Ê bây giờ mình đi vô cái phòng này. Được rồi. Có ai không? Hello. Ê gì?
Cái gì đây? Trời ơi. Này dụng cụ thể thao mà. Đi vô phòng này thôi. Có ai trong đây không? Có ai không? Trời ơi trời. Tiếng bước chân nữa mà. Cái gì vậy? Tụi này có tiếng bước chân bên đây nữa nè. Trời ơi trời, gì vậy chứ? Ôi ôi trời. Gió hả? Trời ơi gió. Ấy lung lay kìa. Gió rồi mà gió rung nguyên cây luôn. Gió nó rung hay gì á. Ông nội ơi nó làm khuất ngang tôi hết hồn chứ. Rung nguyên cây dừa luôn kìa. Ừ. Đó. Cái gì ta? Vô phòng này coi. Trời ơi. Kim tim vậy ông ơi. Rồi. Trời ơi. Bác sĩ cho hỏi vô đây. Kim tim để ngay trên cái gói luôn nè cả nhà. Cái mới luôn. Cái mới luôn, cái cây còn trong bọc chưa sử dụng luôn á. Ê, mấy cái bệnh gì nữa kìa. Mấy bệnh gì dưới cái góc đó nữa kìa. Trời ơi trời, nhà này có nhiều đồ ớn quá. Ôi ôi. Sau lưng mình á, bước chân từ nãy giờ luôn. Ông ơi, ai vô đây lục vàng người ta ra rồi. Nè. Mấy cái này đựng vàng. Mấy cái này là mấy cái hộp đựng vàng với lại mấy cái túi mà đựng nhẫn vàng như chuyền rồi nè. Nhà này giàu lắm. Chắc mấy bác sĩ xã hội vô đây mới lục kiếm đồ bán. Kìa quá trời luôn mấy cái hộp vàng. Một đống nó gom lại, một đống nó để đây luôn nè. Dạ, ừ. Phía bên này còn cái tấm hình của người ta. Hai cái gối để đây nữa. Quay trở ra coi. Ê quay trở ra coi xe ông ơi. Coi xe. Ừ á. Xe em đậu ngoài kia nãy giờ mình nghe ai đi á. Ừ. Thôi quay trở ra. Quay trở ra thấy cái bãi này thấy ớn rồi. Trời ơi. Ủa con gấu rồi. Trời ơi trời. Con gấu đâu? Ủa con gấu đâu vậy? Ôi trời. Con gấu đâu rồi? Ê, nó tự di chuyển rồi, cái nhà lại tự di chuyển rồi. Tôi nghĩ là không phải đâu, có ai đó còn ở đây đó. Có ai còn ở đây đó. Xe mình rồi. Có ai còn ở đây người ta lấy rồi. Không lấy ma hả? Ôi trời. Bị ma dẫn rồi ông nội ơi. Ông nội ơi. Bà coi coi. Con gấu bự nằm đây có đúng không? Đúng rồi. Bây giờ đã mất tiêu rồi. Ở trời. Hai anh em đi khám phá vòng vòng nãy giờ. Đâu có ai lên đây đâu. Thôi đi ra đây coi có ai nấp ngoài này không? Tôi nghĩ là mình khi mà mình đi lại sau này nè, có ai nấp ngoài này là đang tao vô tao lấy á. Trời ơi, không lẽ là ma? Nếu không phải là ma rồi. Ở trời. Mà đã ta. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi. Ê. Ôi. Má nhát rồi. Cái gì vậy? Mà nó rung cây kìa. Trời ơi. Mà nghe cái gì vậy? Tiếng một tiếng xào ở trên cái cây nó tự lắc tự rung luôn. Ôi trời. Ở đây xảy ra những cái hiện tượng tâm linh kỳ bí quá rồi. Rồi con gấu đâu? Con gấu đâu? Rồi ai lấy con gấu? Ai biết. Tôi nghĩ là một là ma chiêu, hai là có một người nào đó ở đây núp ở trong cái ngôi nhà này để mà giấu thôi chứ không còn cái gì nữa hết á. Trời ơi. Thì cô chú chị mình có xem đến đoạn video này của hai anh em thì coi giùm lại coi. Chứ con gấu ở đâu mất tiêu rồi, hai anh em kiếm hoài không gặp luôn. Ở trời. Không có ai vô đây lấy đâu. Thôi đi ra ông ơi. Tôi thấy cái nhà này không ổn rồi. Không ổn chút nào. Thôi đi. Thôi bỏ đi. Thôi về luôn đi. Đi.